Trong tháng 12 năm 2023, Mỹ đã tăng cường hoạt động ngoại giao và quân sự ở Bắc Âu, liên tiếp ký kết các thỏa thuận quốc phòng với Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển. Điều này sẽ cho phép Washington tiếp cận khoảng 35 cơ sở quân sự, căn cứ không quân và cảng biển trên khắp ba nước. Mục đích sâu xa của những thỏa thuận này là gì? Việc thắt chặt hợp tác giữa Mỹ với Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển liệu có tạo ra cấu trúc siêu NATO hay chỉ là mối quan hệ ông chủ và nhân viên? Và bức thông điệp dành cho Nga sẽ là gì trong bối cảnh giới quan sát cho rằng một trong những lĩnh vực ưu tiên nhất của Mỹ ở khu vực này là phát triển kế hoạch thực hiện tấn công hạt nhân nhằm giải trừ vũ khí, bao gồm cả việc chống lại các cơ sở hạt nhân của Nga? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bình luận quốc tế hôm nay. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Đan Mạch Rasmussen đã ký một thỏa thuận quốc phòng về hợp tác quân sự song phương. Ông Blinken cho biết tài liệu này sẽ củng cố an ninh châu Âu và xuyên đại Tây Dương vào thời điểm quan trọng của lịch sử khi chúng ta cần nó nhất. Còn với Đan Mạch, thỏa thuận chấm dứt lệnh cấm sự hiện diện của quân đội nước ngoài mà Copenhagen đã kiên định trong 7 thập kỷ, bất chấp nước này là thành viên của NATO. Một năm trước đó, Copenhagen cũng đã phá bỏ đi một luật lệ lâu đời khác. Hơn 30 năm trước, Đan Mạch, quốc gia nổi tiếng với chủ nghĩa hoài nghi mức độ cao ở châu Âu, đã tự cho mình quyền không tham gia vào các dự án và chương trình quân sự của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, sau các sự kiện ở Ukraine, chính quyền Đan Mạch nhận thấy sự tách biệt như vậy sẽ khiến đất nước dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Và trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 năm 2022, họ đã chấp thuận bãi bỏ điều khoản này, đưa Copenhagen quay trở lại guồng quay của EU. Các hoạt động quân sự và mua vũ khí trong khuôn khổ tất cả các chương trình của Liên minh. Quay trở lại thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Đan Mạch. Theo thỏa thuận, Washington sẽ có quyền tiếp cận các cơ sở căn cứ quân sự của Đan Mạch, bao gồm các căn cứ không quân Aalborg, Skrydstrup và Karup, cảng Esbjerg, để cung cấp nhân sự, phương tiện và vũ khí cho quân đội của Mỹ ở Đan Mạch và các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, quần đảo Faroe và Greenland của Đan Mạch không được đề cập trong tài liệu. Với Mỹ, việc ký kết thỏa thuận là một thành công, bởi một năm trước, Washington đã bày tỏ sự quan tâm đến cảng của Đan Mạch như một điểm kết nối để triển khai lực lượng đồng minh ở khu vực Baltic và là một trọng tâm hậu cần của NATO. Một thỏa thuận tưởng chừng như trở thành bước ngoặt giữa Mỹ và Đan Mạch thu hút toàn bộ sự quan tâm của giới chính trị. Tuy nhiên, nó không thuận buồm xuôi gió như vậy mà vấp phải sự phản đối của Liên minh Đỏ Xanh trong Quốc hội và một số lực lượng chính trị khác của Đan Mạch. Những người này cho rằng thỏa thuận với Mỹ đe dọa chủ quyền và an ninh quốc gia của Đan Mạch. Các chính trị gia đối lập và giới báo chí Đan Mạch lo ngại hai điều trong thỏa thuận này. Thứ nhất, vấn đề đặt vũ khí hạt nhân, bom chùm của Mỹ trên lãnh thổ Đan Mạch. Thứ hai, vấn đề truy tố binh lính Mỹ nếu họ vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Đan Mạch. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen lặp đi lặp lại rằng thỏa thuận tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch, trong khi Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu trái với mong đợi và bất kỳ hành động sai phạm nào xảy ra cũng phải được xử lý. Cùng với đó, chính quyền Đan Mạch cam kết rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân của Mỹ ở nước này. Cùng với Đan Mạch, trong tháng 12 năm 2023, Mỹ còn ký kết các hiệp định quốc phòng song phương với Phần Lan và Thụy Điển. Trên lãnh thổ của Phần Lan, Mỹ được tiếp cận 15 cơ sở quân sự, căn cứ không quân và cảng. Còn tại Thụy Điển, hào phóng nhất khi Mỹ có thể tiếp cận 17 cơ sở, căn cứ quân sự. Xét đến việc Mỹ đã ký các thỏa thuận tương tự với các nước khác trong khu vực, bao gồm cả Na Uy vào năm 2021, tình hình chính trị quân sự hiện nay ở khu vực Baltic đang trở thành một thách thức ngày càng gia tăng đối với Nga. Cần nhắc lại rằng vùng biển Baltic, điểm yếu nhất trong khối NATO, là một khu vực mang tính chiến lược đối với 9 nước Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia và Nga. Biển Baltic cũng là nơi Nga đặt hai đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2 để đưa khí đốt vào châu Âu thay cho đường ống qua ngả Ukraine. NATO hiện có hơn 1.600 quân đóng tại mỗi quốc gia Baltic. Thủ tướng Estonia từng kêu gọi một lực lượng 25.000 quân nếu NATO thực sự muốn bảo vệ khu vực này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh các thỏa thuận quốc phòng đó sẽ trao cho Washington cơ hội kiểm soát Bắc Âu. Bà Maria Zakharova cho hay rõ ràng là có sự tăng cường năng lực quân sự ở khu vực Bắc Âu, vốn trước đây được xem là nơi yên bình nhất thế giới. Ai là người cần điều đó? Người Phần Lan, người Thụy Điển với những người dân sống ở đó? Dĩ nhiên là không, họ không cần nó. Tuy nhiên, họ buộc phải chấp nhận thực tiễn này. Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Các chuyên gia cho rằng tất cả những hành động gần đây của Phần Lan cho thấy nước này tiếp tục tuân thủ đối đầu với Nga một cách có ý thức. Nhà khoa học chính trị Mikhail Alexandrov chia sẻ với RT cho hay, Phần Lan cho thấy trước đây họ đóng vai trò là một quốc gia thân thiện trong quan hệ với Nga là hoàn toàn vô ích. Tất cả điều này là kết quả của sự cả tin. Nếu người Mỹ gửi quân đi đâu đó, thì sau này bạn không thể đuổi họ đi được. Bây giờ, họ sẽ được đặt căn cứ tại Phần Lan. Vladimir Vinokurov, giáo sư tại Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Mỹ tiếp tục lôi kéo Phần Lan vào quỹ đạo quân sự của mình một cách có hệ thống. Theo ông, Mỹ tiếp tục thực hiện chiến lược hình thành vòng vây cơ sở quân sự xung quanh Nga, tạo cơ hội cho NATO tiến hành các hoạt động quân sự và tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong ngắn hạn và dài hạn, điều này không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Chỉ có giải pháp cuối cùng cho vấn đề Ukraine mới có thể khiến Phần Lan tỉnh táo. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Nga tiếp tục nỗ lực thành lập quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân sự ở đó. Theo một số báo cáo, quá trình này có thể được hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Một câu hỏi được đặt ra rằng, nếu gần như tất cả các quốc gia trong khu vực Baltic có tính đến việc trong tương lai Thụy Điển gia nhập NATO, thì tại sao Mỹ lại ký các thỏa thuận song phương với các quốc gia thành viên liên minh? Theo giới chuyên gia, Washington có một số lý do cho điều này cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Thứ nhất, NATO đang cố gắng tăng số lượng trang thiết bị và cập nhật vũ khí hiện đại cho quân đội của các nước liên minh. Tuy nhiên, Mỹ muốn quá trình hiện đại hóa diễn ra dưới sự kiểm soát của mình, mở rộng khối lượng sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ. Một điểm quan trọng khác, người Mỹ đã theo đuổi những chính sách kinh tế rất khôn ngoan trong những năm gần đây. Trong quá trình đàm phán, các điều khoản về tài chính thường được ưu tiên thảo luận, chẳng hạn như giá mua vũ khí. Theo giới quan sát, những chi phí như vậy có thể được trang trải bằng việc các quốc gia tham gia ký kết thỏa thuận mua chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, Mỹ muốn buộc chặt các nước NATO nằm dưới sức ảnh hưởng của Washington. Với sự tương trợ của các hiệp ước như vậy, Mỹ đảm bảo rằng châu Âu sẽ không thể tổ chức và hành động độc lập trong lĩnh vực quân sự, chẳng hạn thành lập khối phòng thủ của riêng họ hoặc các lực lượng vũ trang chung. Nói cách khác, các hiệp ước song phương cho phép Mỹ hành động linh hoạt hơn, bỏ qua các hệ thống quản lý của EU và NATO. Chưa kể, một số quốc gia thành viên của EU hay NATO có những quan điểm khác biệt trong nhiều vấn đề. Vậy nên, để tránh va chạm vào những mâu thuẫn bất đồng đó, Washington lựa chọn lối đi riêng bằng cách ký kết các thỏa thuận song phương. Song song đó, Mỹ có ý định giải quyết một số vấn đề hậu cần ở cả biển Baltic và Bắc Cực, tạo ra những mối đe dọa mới không chỉ đối với vùng lãnh thổ Kaliningrad mà còn đối với toàn bộ khu vực phía Bắc nước Nga. Do đó, với Nga, những động thái trên của Mỹ và các nước Bắc Âu cũng trở thành một hồi chuông cảnh báo. Cần hiểu rằng các thỏa thuận song phương phù hợp với khái niệm quân sự hiện đại của Mỹ, quốc gia vốn không còn dựa vào các liên minh ở thể chế cũ, chẳng hạn như NATO, thậm chí không ít tuyên bố từ giới lãnh đạo Mỹ vang lên rằng nước này sẽ rút khỏi liên minh quân sự. Thay vào đó, Mỹ tự tạo ra các liên minh theo tình huống, dựa trên các thỏa thuận cụ thể, tập trung vào phạm vi hẹp, giúp người Mỹ làm việc dễ dàng hơn. Nhà phân tích người Mỹ Marek Dutkov nhận định, Mỹ đang hợp tác với các nước Scandinavia và Phần Lan vì họ muốn gây áp lực cạnh tranh với Nga ở Bắc Cực và vùng Baltic. Mỹ đang nghĩ đến việc gây áp lực lên Nga và kiềm chế ảnh hưởng của Moscow trong khu vực. Chắc chắn rằng Mỹ cũng có kế hoạch cho tuyến đường biển phía Bắc, bởi tuyến đường này ngày càng trở nên quan trọng do sự phức tạp của hoạt động thương mại qua kênh đảo Suez. Nga hiện có lợi thế tuyệt đối ở Bắc Cực, cả về số lượng căn cứ quân sự lẫn số lượng tàu phá băng. Nhưng Mỹ, bằng cách áp đặt cạnh tranh, muốn tăng cường lực lượng ở Bắc Cực nhằm buộc Nga phải đáp trả những hành động khiêu khích của Mỹ trong khu vực này. Từ đó, Washington hy vọng sẽ thay đổi tình hình ở Ukraine theo hướng có lợi cho mình.
Mỹ khi ký kết các thỏa thuận như vậy cũng làm tăng tính linh hoạt của các cuộc diễn tập quân sự. Theo giới chuyên gia, mục tiêu của Mỹ là thiết lập quan hệ song phương với các nước, do đó vượt qua các cấu trúc của NATO. Chẳng hạn như Phần Lan có thể được Mỹ làm đòn bẩy trong cuộc đối đầu trực diện với Nga mà không kéo toàn bộ khối NATO vào cuộc xung đột quân sự. Việc thắt chặt hợp tác giữa Mỹ và các quốc gia như Phần Lan, Thụy Điển hay Đan Mạch được mô tả là tạo ra cấu trúc siêu NATO. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở chỗ, nếu NATO là một cơ cấu tổ chức độc lập và các quốc gia thành viên có quyền phủ quyết, thì trong hợp tác song phương với Mỹ, vị thế của các nước NATO được mô tả là ông chủ và nhân viên. Một loạt thỏa thuận mà Mỹ đã ký kết với các nước Scandinavia và Phần Lan là bước đệm cho chiến lược của Washington. Trong đó, bao gồm việc phát triển các hệ thống tình báo chung và tiến hành một số hoạt động đặc biệt nhất định. Giới quan sát nhận định rằng, một trong những lĩnh vực ưu tiên nhất của Mỹ ở khu vực này là phát triển kế hoạch thực hiện tấn công hạt nhân nhằm giải trừ vũ khí, bao gồm cả việc chống lại các cơ sở hạt nhân của Nga. Thêm vào đó, hoạt động tích cực của Mỹ trong khu vực này khiến Kaliningrad dễ bị tổn thương hơn. Đồng thời, Mỹ đang bơm thêm sức mạnh cho Ba Lan để nước này có tiềm lực quân sự lớn gấp nhiều lần lực lượng vũ trang Nga trong khu vực. Đây trở thành thách thức không hề nhỏ đối với Nga trong năm 2024. Ở chiều ngược lại, Nga cũng là thách thức lớn đối với châu Âu khi Moscow ngày càng củng cố vị thế vững chãi trong bối cảnh châu Âu đang loay hoay tìm ra chiến lược cho riêng mình. Tờ Bild của Đức dẫn một nguồn tin tình báo châu Âu cho hay một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào châu Âu có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Giai đoạn chuyển tiếp này kéo dài 3 tháng từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 đến lễ nhậm chức của Tổng thống vào tháng 1 năm 2025. Theo nguồn tin tình báo, Nga có thể nhắm đến việc phát động một cuộc tấn công vào châu Âu trong giai đoạn chuyển tiếp này, đặc biệt nếu ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích mức viện trợ mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng cảnh báo kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tiến trình xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, tổ chức nghiên cứu DGAP của Đức đã đưa ra cảnh báo cho các quốc gia phương Tây rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp chống lại NATO trong ít nhất là 6 đến 10 năm tới. Trong khi đó, cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan bày tỏ mối quan ngại cấp bách hơn, dự đoán Nga có khả năng tấn công NATO trong vòng chưa đầy 36 tháng. Vậy theo quý vị và các bạn, Mỹ hay Nga sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn trên bàn cờ địa chính trị, quân sự trong năm 2024? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.